làm quan nghề nguy hiểm, lỗi tại cái thân mình, hoặc là ít học, hoặc là không chịu thuộc bài, hay học một đường hành một nẻo, để cho tam độc tham sân si vận vào tim mắc, cho nên sớm hay muộn cũng sẽ vướng vào quả báo. Lâu nay thiên hạ cứ bảo làm quan sướng, này nhé, có chức có quyền đi đâu cũng được nể trọng, biết bao kẻ khúm núm suýt xoa thưa bẩm, lên xuống xe có kẻ đỡ, ngồi có kẻ kéo ghế, uống có kẻ nâng ly, cái sự sung sướng có thể nói kém gì vua chúa ngày xưa. Còn nhà cửa, đất đai, tiền vàng đô la thì khỏi phải nói, đến đốn mỏi tay cũng không hết, mặc dù trên giấy trắng mực đen những bản kê tài sản của các vị rất chi là khiêm tốn. Có tí biệt thự thì hoặc là bố mẹ ở quê để lại, hoặc là người nhà bên tây cho, hoặc do vợ con buôn bán tích cóp, thậm chí có vị còn cho hay phải đào đất đến thối cả móng tay mới gây dựng được cơ nghiệp. Đấy, thiên hạ cứ bảo quan chức sướng, nhưng sướng nỗi gì, người ta bảo nhà giàu cũng khóc, quả không sai. Có được chút tài sản mà đêm quên ngủ, ngày quên ăn, lúc nào cũng lo ngay ngáy, vắt óc ra nghĩ cách che bên này chắn bên kia, đỡ trước né sau, cứ như là võ sĩ thượng đài, chứ đâu có chuyện phú quý trên trời rơi xuống của một đồng công một nén. Thả những mấy bác nông dân lại khỏe, ngày ba bữa vỗ bụng rau bịch bịch, đêm năm canh ăn giấc ngáy kho kho, có phải sướng hơn không? Làm quan thời nay không chỉ có sự vất vả cực nhọc 24/7 vắt óc ra mà bày mưu tính kế, bây giờ lại còn thêm cả sự nguy hiểm nữa, bị phát hiện ra tham nhũng làm trái luật nhà nước, gây hiệu quả nghiêm trọng là dễ bị tù như chơi. Tiền mà chi, chức trọng quyền cao mà chi, thân cát bụi lại trở về cát bụi, ai rồi cũng một lần trong đời bạn với run rế cả. Như thế mới thấy làm quan ở xứ mình là khổ, dẫu có an toàn hạ cánh cũng không yên, tránh sao được điều ong tiếng ve, rồi thì những năm tháng cuối đời ôm lấy đống của cải thu vén được hồi đương chức, ngậm bồ hòn là ngọt mà nghe thiên hạ chê cười, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn chơi chơ. Những lúc ấy mang cả gia tài ra mà đổi lấy sự an nhàn của bác nông dân, để mong ngửa mình trên niếp cỏ ngủ ngon lành phỏng có được không? Nhưng mà suy cho cùng, làm quan đâu có khổ, lỗi tại cái thân mình, hoặc là ít học, hoặc là không chịu thuộc bài, hay học một đường hành một nẻo, để cho tam độc tham sân si bận vào tim mắc, cho nên sớm hay muộn cũng sẽ vướng vào quả báo. Người xưa lấy chữ liêm để răn mình, quan mà được như thế thì sướng chứ không khổ, an chứ không nguy, và lẽ dĩ nhiên dân sẽ kính trọng tôn thờ, bởi dân được nhờ, nước được cậy. Đó là một bài học đắt giá, hãy tự sửa mình khi chưa muộn.